Nhi đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy gia cát. Thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, theo phong tục truyền thống của người dân Việt Nam từ ngàn đời xa xưa cho đến tận ngày hôm nay, lễ cúng ông công ông táo được coi là một nét đẹp văn hóa cần được duy trì và phát huy qua nhiều thế hệ. Cứ mỗi dịp năm hết Tết đến, thường là vào ngày 23 tháng Chạp, các gia đình dù bận rộn đến mấy cũng dành thời gian để chuẩn bị một lễ cúng tươm tất và chu đáo tiễn táo quân lên chầu trời để báo cáo với Ngọc Hoàng về những chuyện xảy ra trong năm cũ, đồng thời cầu xin một năm mới vạn sự an lành. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết nên cúng táo quân ở đâu mới là đúng đắn. Có người nói phải cúng dưới bếp, có người lại nói nên đặt mâm cúng trên bàn thờ gia tiên. Chắc hẳn quý vị cũng đang vô cùng băn khoăn đúng không nào? Vậy thì hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Trước tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem nên cúng ông công ông táo ở đâu là chính xác. Theo tín ngưỡng cổ truyền của người dân Việt Nam, cúng ông công ông táo ngày 23 tháng Chạp là một tập tục lâu đời. Đây là ngày táo quân cưỡi cá chép vàng lên trời, báo cáo với Ngọc Hoàng Thượng Đế những điều tai nghe mắt thấy ở trần gian. Tất cả những việc tốt, việc xấu, những gì đã làm được và chưa làm được của con người dưới hạ giới một cách khách quan, trung thực. Việc làm mâm cỗ cúng là để tiễn ông Táo lên thiên đình, bẩm báo tất cả các việc xảy ra trong năm của gia đình và cũng là người kết nối gia đình với các vị thần linh trên thiên đình, truyền tải mong ước của gia chủ trong năm mới. Xưa nay, cúng ông công ông Táo là tập tục dân gian, là nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt. Vì vậy, không có tài liệu nào quy định cụ thể việc này. Nhiều người thắc mắc nên cúng ông công ông Táo ở đâu, trong nhà hay dưới bếp? Theo chia sẻ của nghiên cứu văn hóa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Lâm Biển cho biết, mâm cỗ cúng ông công ông táo phải được đặt ở một nơi riêng. Các gia đình có thể tiến hành lễ cúng táo quân trong nhà, dưới bếp, ngoài hè tùy từng phong tục tập quán mỗi vùng miền. Tuy nhiên, cần chú ý không được cúng táo quân trên bàn thờ chính. 2. Vấn đề thứ hai, chúng ta nên thờ cúng ông công ông táo vào ngày nào, giờ nào? Ngoài việc cúng ông công ông táo ở đâu thì cúng giờ nào cũng là điều nhiều người quan tâm. Cúng ông công ông táo nên được thực hiện vào khung giờ 5 đến 7 giờ hoặc 9 đến 11 giờ. Bởi theo các chuyên gia lý giải, 5 đến 7 giờ sáng ngày 23 là giờ Mão, giờ Đại An. Cúng táo quân giờ này ngụ ý nhờ táo quân mang đi những mâu thuẫn, xung đột trong gia đình, giúp gia đạo hưng vượng. Ngoài ra, tiến hành nghi lễ cúng vào giờ này còn mang tới sức khỏe tốt lành, bình an trong tâm trí của gia chủ. Từ 9 đến 11 giờ ngày 23 là giờ Tỵ. Đây là giờ tốc hỷ, tiễn táo quân lên chầu trời vào khung giờ này, táo quân sẽ mau chóng đem về những chuyện may mắn, vui vẻ, hứa hẹn trong năm mới cả gia đình có nhiều niềm vui và sự hóa giải kịp thời cho những xui xẻo có thể gặp phải. Bên cạnh đó, các chuyên gia phong thủy còn khuyên mọi người cần phải làm lễ cúng tiễn ông táo về trời trước giờ ngọ ngày 23 tháng Chạp. 3. Điều thứ ba mà nhiều gia chủ quan tâm đó là lễ cúng ông công ông táo cần chuẩn bị những gì? Bạn thân mến, lễ vật cúng táo quân bao gồm 2 mũ cánh chuồn dành cho các táo ông, 1 mũ không có cánh chuồn dành cho táo bà. Ở mỗi miền, lễ vật cũng có khác. Ở miền Bắc, thường cúng cá chép còn sống thả trong chậu nước với ngụ ý rằng cá hóa long, cá sẽ biến thành rồng đưa ông táo về trời. Ở miền Trung, người ta cúng một con ngựa bằng giấy với yên cương đầy đủ, còn ở miền Nam thì đơn giản hơn, chỉ cúng mũ áo và đôi hia bằng giấy là đủ. Ngoài các lễ vật chính này, gia đình thường làm thêm lễ mặn hoặc lễ cúng chay để tiễn táo quân, lễ mặn với xôi gà, các món nấu nấm măng, lễ chay với chầu cau, hoa quả, giấy vàng, giấy bạc. Theo tục xưa, riêng đối với những nhà có trẻ con, người ta còn cúng táo quân một con gà luộc. Gà luộc này phải là loại gà cồ mới tập gáy, tức gà gáy mới lớn để ngụ ý, nhờ táo quân xin với Ngọc Hoàng Thượng Đế cho đứa trẻ sau này lớn lên, có nhiều nghị lực và sinh khí, hiên ngang như con gà cồ vậy. Sau khi bày lễ thắp hương và khấn vái xong, đợi hương tàn lại thắp thêm một tuần hương nữa, rồi ta lễ hóa vàng mã và thả cá chép ra ao hồ sông suối để chở các táo quân lên chầu trời. Quý bạn thân mến, bàn thờ ông công ông táo là một điều linh thiêng bên cạnh bàn thờ gia tiên và chư vị thần linh. Vậy các bạn đã nắm được những nguyên tắc quan trọng khi đặt bàn thờ táo quân trong bếp hay chưa? Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu ngay nhé! 1. Nguyên tắc thứ nhất. Vị trí bàn thờ, đặt bàn thờ ông táo ở đâu là đúng? Vị trí đặt bàn thờ ông táo luôn là điều được nhiều người quan tâm. Đặt ở đâu là hợp lý, đúng cách và đúng phong thủy là điều các nhà thiết kế nội thất cần phải nắm được. Bàn thờ ông táo hay còn được gọi là trang thờ, thường được đặt trong phòng bếp. Nó được gọi là tủ bếp bàn thờ hay bàn thờ bếp.
Bàn thờ được thiết kế ở tủ bếp trên cùng hoặc là song song với hướng của bếp. Một lưu ý quan trọng là bàn thờ không nên quá xa bếp nấu, càng không được đặt nằm trên bồn rửa. Bởi theo phong tục thì thủy túc bồn rửa khắc với hòa bàn thờ. 2. Nguyên tắc thứ 2. Cách bài trí bàn thờ ông Táo. Bàn thờ ông Táo thường gồm có những vật phẩm sau. Bài vị ông Táo một bát hương nhỏ, 3 hoặc 5 chén nước thờ, một lọ hoa, thông thường là hoa cúc. Đặc biệt vào ngày lễ Tết 2-3 tháng Chạp thì có thêm đĩa hoa quả thờ, cá chép sống, tiền vàng, mũ ông Táo, bánh kẹo, trầu cau, rượu, hương. 3. Nguyên tắc thứ 3. Cách bài trí tủ bếp có bàn thờ ông Táo. Nếu như trước kia không gian bếp còn đơn giản, không được hiện đại như bây giờ, thì bàn thờ ông Táo của nhiều gia đình chỉ là một lư hương nhỏ đặt trong khu vực bếp và được thắp nhang mỗi ngày. Còn ngày nay, nhiều mẫu tủ bếp hiện đại với phong cách, kiểu dáng lẫn chất liệu phong phú và đa dạng ra đời, có thiết kế kèm theo với bàn thờ ông Táo rất tiện lợi và đẹp mắt. 4. Nguyên tắc thứ 4. Chất liệu và màu sắc khi đóng tủ bếp có bàn thờ ông Táo. Việc lựa chọn chất liệu gỗ và màu sắc gỗ cho tủ cũng như bàn thờ ông Táo cũng có ý nghĩa quan trọng. Theo quan niệm xưa thì bếp thuộc hành hỏa, nhiều ý kiến cho rằng nên dùng những màu sắc thuộc hành hỏa hoặc hành mộc như là đỏ, cam, xanh lá, nâu vân gỗ thì sẽ tốt. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng nên dùng những màu sắc thuộc hành thủy để giảm bớt hỏa như đen, xanh biển. Quý vị thân mến, việc thờ cúng cốt ở sự thành tâm. Chỉ cần chúng ta đặt chọn tấm lòng thành kính của mình vào đó thì không nhất thiết phải có mâm cao, cỗ đầy, trang trọng vẫn sẽ được các vị thần linh chứng giám. Còn đối với việc thờ cúng ông Công, ông Táo cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, theo chia sẻ của các bậc thầy phong thủy thì trong quá trình cúng táo quân có một số sai lầm nghiêm trọng mà các gia chủ cần tuyệt đối tránh xa, kẻo rước họa vào thân, sóng gió bủa vây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất là những món kiêng dâng cúng. Về cỗ cúng ông Công ông Táo thì tùy thuộc vào điều kiện, gia chủ có thể lễ chay hay mặn đều được. Lễ chay gồm có cau, chấu nước và hoa quả, lễ mặn gồm giò chả, chân giò, xôi và các món ăn cổ truyền khác. Tuy nhiên có một số loại thịt cần kiêng không đem cúng như là món làm từ vịt, chim, ngỗng, trâu, dê, chó. Đại kỵ thứ hai, thả cá chép từ trên cao xuống. Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phóng sinh cá đúng cách mang ý nghĩa công đức rất lớn, tuy nhiên gia chủ tuyệt đối không đứng ở thành cầu hay các điểm trên cao ném cá xuống, làm cá có thể không sống được. Đặc biệt tuyệt đối không nên mua cá chép về rồi thả cá bừa bãi ra, những nguồn nước ô nhiễm làm cá bị chết. Nếu phóng sinh, cá chép phải chọn môi trường sạch đẹp, cá dễ dàng sống được. Đại kỵ thứ 3 là khấn xin tài lộc sung túc. Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Mạnh Linh, Viện Quy hoạch và Kiến trúc Đô thị, lễ cúng 2-3 tháng Chạp mang ý nghĩa tiễn ông Công, ông Táo về trời để báo cáo việc lớn, việc nhỏ trong năm của gia chủ với thiên đình. Vì thế, việc cầu xin phú quý sung túc là không nên, gia chủ chỉ xin táo quân bẩm báo điều tốt, bớt nói điều không hay. Đại kỵ thứ 4 là dùng tiền âm phủ. Nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Sinh cho rằng khi cúng ông Công ông Táo, gia chủ tuyệt đối không đốt tiền âm phủ vì ông Công ông Táo là thần tiên, không phải là vong hồn người âm. Ngoài ra trong dịp này, nhiều gia đình cũng sẵn sàng bỏ hàng triệu đồng mua vàng mã về đốt. Họ tin rằng dâm mông cao cỗ đầy sẽ được táo quân ban nhiều phước lộc, bỏ qua những việc làm xấu trong năm. Tuy nhiên điều này không chỉ gây tốn kém tiền của, không có lợi ích mà còn ảnh hưởng đến môi trường. Cúng ông Công ông Táo trong bếp hay trên bàn thờ gia tiên để gia đạo bình an hạnh phúc. Hầu hết người Việt đang làm sai. Theo chia sẻ của nhà nghiên cứu văn hóa Trần Lâm Viền cho biết, mâm cỗ cúng ông Công ông Táo phải được đặt ở một nơi trang trọng riêng. Các gia đình có thể tiến hành lễ cúng táo quân trong nhà, trong bếp hoặc ngoài sân hè tùy từng phong tục, tập quán của mỗi vùng miền. Tuy nhiên bạn cần chú ý tuyệt đối không được cúng táo quân trên bàn thờ chính, kẻo thần linh trách phạt, tai bay vạ gió. Bên cạnh đó thì các gia chủ cần thực hiện lễ cúng táo quân về trời trước giờ ngọ, tức là 12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp để các táo về chầu trời được suôn sẻ, thượng lộ bình an quý vị nhé!